Sau khi thông qua hai dự thảo luật dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật phòng không nhân dân. Nội dung quản lý tàu bay không người lái tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Một số đại biểu nêu tình trạng sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến quốc phòng, an ninh và an toàn, an ninh hàng không. Vì vậy, các đại biểu Quốc hội đánh giá, việc xây dựng ban hành luật phòng không nhân dân, một dự án luật chuyên ngành có tính chất đặc thù là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, có ý nghĩa thiết thực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều 28 dự thảo luật mới chỉ quy định hoạt động thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm, kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, nhưng thiếu hoạt động sản xuất. Theo tôi thì cần bổ sung thêm hoạt động sản xuất nhằm tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt Nam, phù hợp với điều kiện kỹ thuật của Việt Nam. Khoản 2 điều 29 về điều kiện khai thác sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Điểm C khoản 2 quy định người trực tiếp điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và có kiến thức về hàng không. Tôi đề nghị cần giải thích rõ cụm từ có kiến thức về hàng không là như thế nào. Theo tôi thì người trực tiếp điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ cần phải được trải qua một chương trình đào tạo huấn luyện bài bản, có chứng nhận đào tạo để làm cơ sở để cấp phép bay. Về thiết kế sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm, kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện siêu nhẹ, đối với nội dung quy định tại Điều 28 này, tôi đề nghị làm rõ thêm hai vấn đề sau đây để đảm bảo tính khả thi của luật. Một là nội hàm về kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện siêu nhẹ, đồng thời việc quy định thiết kế sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tại Điều 28 có thuộc nội hàm của kinh doanh hay không. Làm rõ mối quan hệ giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy chứng nhận cho cơ sở thiết kế sửa chữa bảo dưỡng, thử nghiệm kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện siêu nhẹ để đảm bảo thống nhất trong quản lý nhà nước về quy định pháp luật, tránh chồng chéo giữa các bộ. Các đại biểu Quốc hội cũng đóng góp ý kiến về một số nội dung như huy động lực lượng phòng không nhân dân, đăng ký, khai thác, sử dụng, chế áp tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, công tác bảo đảm an toàn phòng không, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng không nhân dân. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin tham gia góp ý một số nội dung dự thảo luật phòng không nhân dân như sau. Về sự cần thiết ban hành luật, tôi thống nhất cao với sự cần thiết ban hành luật phòng không nhân dân. Hiện nay thì luật quốc phòng và các văn bản pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ phòng không nhân dân, quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ với quy định khung, mới chỉ quy định khung mang tính nguyên tắc nên đặt ra yêu cầu đòi hỏi phải tạo lập cơ sở pháp lý đầy đủ toàn diện cho hoạt động phòng không nhân dân để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, tàu bay không người lái đang được nghiên cứu, chế tạo, khai thác sử dụng có mục đích cho mục đích quân sự như một lực lượng tác chiến mới mang lại hiệu quả chiến đấu cao. Ở trong nước thì tình trạng sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến quốc phòng an ninh và an toàn an ninh hàng không. Do đó việc xây dựng ban hành luật phòng không nhân dân là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng có ý nghĩa rất thiết thực để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Góp ý vào các nội dung cụ thể. Thứ nhất là tại điều 7 hành vi bị nghiêm cấm. Dự thảo luật quy định về những hành vi bị nghiêm cấm có 7 hành vi, tôi cơ bản là thống nhất. Tuy nhiên, để nhằm tránh các hành vi khác ngoài các hành vi trong dự thảo luật quy định hiện nay có thể xảy ra trong thực tiễn mà luật chưa quy định, thì tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu sửa bổ sung quy định thành một khoản trong điều luật, cụ thể là các hành vi khác theo quy định của pháp luật ảnh hưởng đến phòng không nhân dân. Thứ hai là tại điều 28, thiết kế sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Điều 28 dự thảo luật mới chỉ quy định hoạt động thiết kế sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, nhưng thiếu hoạt động sản xuất.
Theo tôi thì cần bổ sung thêm hoạt động sản xuất nhằm tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt Nam phù hợp với điều kiện kỹ thuật của Việt Nam. Thứ ba là khoảng 2 điều 29 về điều kiện khai thác sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Điểm C khoảng 2 quy định người trực tiếp điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và có kiến thức về hàng không. Tôi đề nghị cần giải thích rõ cụm từ có kiến thức về hàng không là như thế nào, cách xác định như thế nào. Theo tôi thì người trực tiếp điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ cần phải được trải qua một chương trình đào tạo huấn luyện bài bản, có chứng nhận đào tạo để làm cơ sở để cấp phép bay, vì nó liên quan đến vấn đề an ninh, quốc phòng và an toàn hàng không. Thứ tư là tại điều 45 về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng không nhân dân và có trách nhiệm. Tại khoản 1 là trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về phòng không nhân dân. Theo tôi nếu quy định như vậy là chưa đảm bảo hợp lý, tôi đề nghị sửa lại như sau. Khoản 1 là trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng không nhân dân. Lý do là theo quy định tại khoản 4, tại điều 4 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng không ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật về phòng không nhân dân. Cụ thể là luật phòng không nhân dân phải do quốc hội ban hành, và nếu sửa đổi thì cũng trình quốc hội để sửa đổi. Do đó mà đề nghị ban soạn thảo chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn. Tại khoản 9 điều 45 thì về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng thì là phối hợp với bộ ngành liên quan quản lý việc thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và phụ tùng có liên quan. Thì tại điều này thì tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét bổ sung thêm hoạt động khai thác sử dụng cho đầy đủ. Vì trong dự thảo luật thì ngoài cái quản lý về thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thì Bộ Quốc phòng còn quản lý về khai thác và quản lý sử dụng. Tại điều 48 về trách nhiệm của Bộ Công Thương thì khoảng 2 quy định là chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ và phụ tùng có liên quan không phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thì tại khoản này thì tôi đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm hoạt động tạm xuất tái nhập để nó thống nhất với khoản 2 của điều 27 dự thảo luật. Thì đó là một số nội dung tôi xin góp ý, xin hết và xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Minh Tâm phát biểu. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Lào Cai chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, thưa Quốc hội, qua nghiên cứu dự thảo luật phòng không nhân dân, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh, thì tôi cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật trên cơ sở những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn đã được Chính phủ nêu tại tờ trình Quốc hội. Các nội dung trong dự thảo luật thì cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã là thành viên. Ngoài ra, để hoàn thiện luật thì tôi cũng xin có 3 ý kiến sau đây. Thứ nhất, đó là về phạm vi điều chỉnh, thì tại điều 18 dự thảo luật đã quy định nội dung hoạt động phòng không nhân dân gồm 11 nội dung, trong đó bao gồm quản lý hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ được quy định tại điểm Y khoản 1 điều 18, đảm bảo an toàn phòng không được quy định tại điểm K khoản 1 điều 18. Điều này có nghĩa là trong hoạt động phòng không đã bao gồm việc quản lý hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và bảo đảm an toàn phòng không. Tuy nhiên, tại phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật lại quy định, luật này quy định về xây dựng, huy động lực lượng, hoạt động phòng không nhân dân, quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và bảo đảm an toàn phòng không, vân vân. Với cả quy định phạm vi điều chỉnh như dự thảo luật, phải chăng là có sự trùng lắp về nội dung, do đó đề nghị ban soạn thảo cũng cân nhắc xem xét lại phạm vi điều chỉnh. Theo đó thì tôi đề nghị sửa đổi phạm vi luật chỉ quy định, đó là luật này quy định về tổ chức xây dựng, huy động lực lượng và hoạt động phòng không nhân dân. 2. Tại khoản 4 điều 28 quy định về thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng
thử nghiệm kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, đề nghị bổ sung cụm từ và Bộ Công an vào sau cụm từ theo quy định của Bộ Quốc phòng để tương thích với quy định về thẩm quyền của Bộ Công an được quy định tại khoản 3 điều này. Đó là tổ chức doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền, vân vân, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý. Như vậy, theo quy định trên thì Bộ Công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho các cơ quan thuộc quyền quản lý. Do đó, việc tổ chức cá nhân khi thử nghiệm thực tế tính năng bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải tuân thủ các quy định của Bộ Công an là cần thiết và phù hợp. Thứ ba, về quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan phòng không nhân dân được quy định tại Điều 53. Theo đó, khoản 1 điều này quy định bổ sung nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái nhập, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, vân vân vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại phụ lục 4 luật đầu tư. Thì về quy định này thì về kỹ thuật lập pháp thì theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì phải quy định cụ thể việc sửa đổi khoản điểm điều nào của danh mục, thì do đó tôi cũng đề nghị ban soạn thảo sửa lại khoản 1 điều này cho phù hợp. Đồng thời tại khoản 2 điều 53 dự thảo luật quy định bãi bỏ quy định tại khoản 2 điều 21, khoản 2 điều 27 vân vân của luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2014. Theo đó, tại khoản 2 điều 21 luật hàng không dân dụng Việt Nam quy định phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm các loại khí cầu và mô hình bay. Khí cầu là thiết bị bay mà lực nâng được tạo bởi chất khí chứa trong vỏ bọc của nó, bao gồm khí cầu bay có người điều khiển và khí cầu bay không có người điều khiển. Và mô hình bay thì cũng được giải thích đó là gồm các loại tàu lượn được mô phỏng theo hình dáng, kiểu, cách các loại máy bay được gắn động cơ, được điều khiển bằng vô tuyến hoặc chương trình lắp sẵn. Các loại dù bay và diều bay có hoặc không có người điều khiển trừ các loại diều bay dân gian. Theo tôi, ban soạn thảo cũng cần xem xét cân nhắc việc bãi bỏ quy định nêu trên. Lý do tại khoản 2 điều tại khoản 7 điều 2 dự thảo luật phòng không nhân dân về giải thích từ ngữ thì phương tiện bay siêu nhẹ là các vật thể bay mà không phải là tàu bay không người lái, bao gồm các loại khí cầu, mô hình bay, dù bay, diều bay trừ diều bay dân gian mà khi bay có khả năng làm ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh và an toàn hàng không. Vậy nếu bỏ khoản 2 điều 21 của luật hàng không dân dụng như trên thì khái niệm mô hình bay và khí cầu sẽ không còn. Được biết thì hai thuật ngữ mô hình bay, khí cầu thì được sử dụng trong dự thảo luật thì hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào giải thích cùng hai cụm từ này. Vì vậy để đảm bảo tính khả thi và quá trình áp dụng cũng được thuận tiện thống nhất thì đề nghị ban soạn thảo cũng nghiên cứu nên chăng quy định giải thích hai cụm từ này, đó là khí cầu và mô hình bay tại điều 2 của dự thảo luật để đảm bảo phù hợp. Tôi xin hiểu ý kiến và cảm ơn Quốc hội.